Đoán án kỳ quan, 3 lần hiện thân bào long đồ xử vụ án oan. Giữa năm Nguyên Hiệu nhà Đại Tống có quan Thái Thường Đại Khanh họ Trần tên Á, vì không đánh trúng được Trương Tư Hậu phải đổi đi làm an phủ sứ coi giữ Giang Đông, kiềm chi phủ Phủ Kiến Khang. Một hôm cùng với các quan uống rượu trên đỉnh sát mé sông, chợt nghe ngoài đình có người giao to: "Không dùng ngũ hành tứ trụ, biết được tai họa phúc hưng suy đây." Quan Đại Khanh mới hỏi: "Người nào mà dám nói như vậy?" Các quan có người đáp rằng: "Đấy là thầy bói ở Kim Lăng, tên gọi là Biên Cổ." Quan Đại Khanh mới bảo: "Gọi vào đây cho ta." Tức thì các quan gọi vào đến cửa, chỉ thấy mũ nát không vành, làm lũ áo quần, mắt mù tóc bạc, gù cả thân hình. Biên Cổ mới tay cầm gậy tre bước vào, vái dài một tiếng rồi lần tìm bậc thềm ngồi xuống. Quan lớn mới giận mắng: "Người mù lòa đã không đọc được sách thánh hiền đời xưa, thế mà lại dám tự cao khinh cả ngũ hành hay sao?" Lão mù đáp: "Dạ bẩm, tôi có thể nghe tiếng giản hốt mà biết tiến biết lui, lắng tiếng giày dép mà phân biệt sống chết đấy ạ." Quan lớn mới hỏi: "Người bói có nghiệm đúng không?" Chưa nói hết câu thì trên sông có một chiếc thuyền hoa, tiếng mái chèo vang lên từ thượng lưu lui xuống. Quan lớn bèn hỏi lão mù xem họa phúc của chủ thuyền như thế nào. Lão mù đáp: "Tiếng mái chèo có vẻ đau buồn, trong thuyền thế nào cũng chở quan tài của bậc đại quan." Quan lớn mới sai người đi hỏi, quả nhiên quan Lang Trung họ Lý, thống lĩnh quân Lâm Giang qua đời ở Nhiệm Sở. Thuyền chở linh cứu ông ấy về quê. Quan lớn thất kinh nói: "Giả sử Đông Phương Sóc đời Hán có sống lại cũng không hơn được nhà ngươi." Bèn ban cho 10 chén rượu, 10 lạng bạc rồi cho đi. Ông già mù ấy nghe tiếng chèo thuyền mà biết họa phúc. Này xin kể chuyện một ông bán thẻ họ Lý tên Kiệt, người phủ Khai Phong ở Đông Kinh. Trước cửa huyện Phụng Phù, phủ Duyên Châu, ông mở một cửa hàng xem bói. Ngoài cửa hàng treo thanh kiếm Thái A dán bằng giấy kim tuyến, dưới kiếm là một biển chào hàng viết rằng: "Chém những kẻ cùng nghề vô học trong thiên hạ." Ông thầy bói này quả là nắm vững việc âm dương. Hôm ấy treo biển chào hàng xong, thầy bói thấy có một người bước ngay vào. Người này ăn mặc thế nào? Lưng xắn xòa khăn đội đầu, người mặc 2 lần áo đen, ngang lưng thắt dây đai tơ, chân giận đôi giày và tất sạch sẽ, trong túi áo bỏ một cuộn giấy tờ. Người ấy cùng ông thầy có thanh kiếm vàng vái chào nhau, rồi thì nói năm sinh tháng đẻ để thầy bói ra quẻ. Chỉ thấy ông thầy nói: "Số này không xem được đâu." Người ấy xem bói là viên áp ty số 1 của huyện Phọng Phù, họ Tôn tên Văn. Áp ty mới hỏi: "Sao lại không chịu bói cho ta?" Ông thầy đáp: "Bẩm quan, số này khó bói lắm." Áp ty hỏi: "Sao lại khó bói?" Ông thầy đáp: "Nếu ngài ấy có hơi men thì không nên xem, hoặc nếu ngài có bệnh lỗi lầm thì cũng không nên bói." Áp ty nói: "Ta chỉ uống rượu mà cũng không bệnh lỗi đâu." Ông thầy bói nói: "Xin cho biết ngày sinh tháng đẻ lại lần nữa, kẻo có lầm lẫn." Áp ty lại nói lại ngày sinh tháng đẻ. Ông thầy mới bày quẻ lại lần nữa rồi nói rằng: "Thôi bẩm quan, xin đừng xem nữa." Áp ty nói: "Ta không kiêng đâu, cứ nói đi, có hề gì đâu." Ông thầy nói xong thì viết 4 câu rằng: "Tượng quẻ xấu lắm ạ." 4 câu ấy như sau: "Ngày sau bạch hổ chiếu, chiếu tới họa không sai, sáng mai đúng giờ xỉu, cả họ thầy bi ai." Áp ty đọc xong hỏi: "Quẻ này nói họa phúc thế nào?" "Dạ thật không dám giấu, quẻ này báo ngày sẽ chết ạ." "Vậy bao năm nữa sẽ chết?" "Dạ thưa ngài, năm nay thì chết ạ." "Tháng mấy năm nay thì chết?" "Thưa ngài, tháng này năm nay thì chết ạ." "Thế thì ngày nào tháng này năm nay sẽ chết?" "Thưa ngài, hôm nay ngài sẽ chết ạ." "Vào giờ nào, sớm hay muộn?" "Dạ giờ tí canh 3 lẻ 3 ngày, hôm nay ngài sẽ chết." Áp ty nói: Được, nếu đêm nay chết thật thì chẳng có chuyện gì hết. Nhược bằng không chết thì ngày mai sẽ nói chuyện với lão tri huyện đấy. Ông thầy nói, nếu đêm nay ngài còn sống thì sáng mai xin quan cứ đến lấy thanh kiếm, chém kẻ cùng nghề vô học kia mà chém phăng đầu kẻ hèn này đi. Áp Ty nghe nói bất giác lửa giận bốc lên, lòng căm trỗi dậy, lôi tuột ông thầy bói ra khỏi cửa hàng. Chuyện này biết tính sao đây? Trần có mấy người làm việc từ huyện đường bước ra ngăn Tôn Áp Ty, hỏi có chuyện gì. Áp Ty đáp, chuyện gì à? Tôi bói quẻ chơi một quẻ thôi, thế mà lão bảo tôi ắt chết vào lúc canh 3:03 đêm nay. Tôi chẳng có bệnh tật, làm sao mà canh 3:03 đêm nay lại chết được? Phải lôi lão vào huyện để xử cho ra nhẽ mới được. Mấy người kia mới can, nếu tin bói thì có mà bán cả nhà, sức mấy mà tranh cãi với mồm mép, xem bói kiếm ăn kia chứ. Mấy người khuyên giải Tôn Áp Ty rồi mới quay lại trách ông thầy bói. Này thầy Lý, thầy gây chuyện với vị Áp Ty nổi tiếng đó, nghe chừng không thể bói ở đây được nữa đâu. Xưa nay nghèo dễ bói, hèn dễ bói, chỉ có tuổi thọ là khó bói mà thôi. Thầy chẳng phải bố Diêm Vương, cũng chẳng phải anh của phán quan, sao có thể đoán sống chết đúng văn pháp từng ngày từng giờ như thế được? Có nói thì cũng phải nói áng chừng thôi chứ. Ông thầy đáp, nếu muốn lấy lòng người ta thì quẻ đúng sao được, còn nếu nói thật thì lại bị trách mắng. Thôi chỗ này không chấp nhận thì ắt có chỗ khác chấp nhận thôi. Nói xong thở dài rồi dọn dẹp cửa hàng, dọn đi nơi khác. Lại nói Tôn Áp Ty tuy được mọi người khuyên giải, song trong lòng vẫn thấy khó chịu. Hôm ấy sau khi ký nhận xong giấy tờ ở huyện về nhà, Áp Ty thấy lòng buồn bực. Vợ Áp Ty thấy chồng mặt ủ mày trao thì mới hỏi, có chuyện gì mà phiền não thế ông? Hẳn là giấy tờ trong huyện có gì khó xử chăng? Không đâu, mình đừng hỏi nữa. Hay là hôm nay ông bị quan huyện của trách? Đã bảo không phải mà. Hay là ông cãi nhau với ai đó chăng? Cũng không phải. Hôm nay tôi đến cửa huyện bói một quẻ, lão thầy bói lại bảo đúng canh 3:03 đêm nay tôi tới số phải chết. Vợ Áp Ty nghe nói thế thì mày liễu dựng ngược, mắt phượng xoay tròn nói, làm sao một người đang yên lành mà đêm nay lại chết được? Sao ông không lôi lão vào huyện mà kiện? Áp Ty đáp, tôi có lôi đi đấy nhưng mọi người đều can. Người vợ nói, này mình cứ ở nhà nghỉ ngơi, thường ngày hết có việc gì tôi đều thay mình tự đến kêu với quan huyện. Hôm nay tôi sẽ đi tìm lão thầy bói đó để cho mình hỏi xem chồng tôi không nợ nần gì với công tử hai bề, lại cũng không mắc mớ gì đến việc quan, làm sao có thể chết vào lúc canh 3:03 đêm nay được? Áp Ty nói, mình đừng đi vội, đợi đêm nay nếu tôi không chết thì ngày mai tôi sẽ nói chuyện với lão, còn hơn là mình can thiệp vào. Thấy trời đã tối, Áp Ty mới bảo vợ, mình đã dọn mấy chén rượu ra uống cái đã, đêm nay tôi không ngủ, uống để cho qua hết đêm nay. Uống 3 chén 2 chung thì Áp Ty đã say mềm, mắt lơ mơ díu lại, ngủ gật trên ghế bành. Người vợ gọi, mình ơi, sao lại ngủ thế này? Bèn gọi cho con hầu nghênh nhi rồi sai, này, người đánh thức ông dậy đi. Nghênh nhi đến bên đánh thức xong không tỉnh, lại gọi một hồi cũng không thưa. Vợ Áp Ty bèn bảo, nghênh nhi, ta với mày vực ông vào phòng cho ông ngủ. Nếu có người cùng tuổi, cùng lớn lên với nhau, ôm chặt lấy lưng, gạt tay trở lại để nói chuyện, thì Tôn Áp Ty chỉ uống rượu tiêu khiển qua đêm, chứ ngàn lần không nên lên giường mà ngủ. Chính vì ngủ trên giường mà Tôn Áp Ty chết ngay vào đúng đêm ấy, ngày tháng ấy và năm ấy, trên không được bằng Lý Tôn Hiếu trong Ngũ Đại Sử và Bành Việt trong Hán Thư. Thật đúng là gió thu thổi lá ve hay trước, tiễn quỷ vô thường chết chẳng hay. Vợ Áp Ty thấy chồng ngủ say, bảo Nghênh Nhi xuống bếp tắt hết đèn đóm rồi ra hỏi, mày có nghe ông mày nói hôm qua ông thầy bói bảo ông mày chết vào canh 3 đêm nay không? Nghênh Nhi đáp, dạ thưa bà, Nghênh Nhi cũng có nghe ông nói thế, nhưng mà làm gì có chuyện đó. Vợ Áp Ty bảo, Nghênh Nhi, ta với mày đem mấy thứ ra câu, đợi xem ông có chết hay không. Nếu đêm nay không chết, ngày mai sẽ nói chuyện với lão thầy bói đó. Mày đừng có mà ngủ đấy nhá. Người Nhi đáp: Dạ con đâu dám ngủ. Nói cho dứt lời, người Nhi đã ngủ gật. Vợ Á Ti gọi: Tao đã dặn mày đừng ngủ, sao mày lại ngủ thế? Dạ con không ngủ đâu. Nói xong người Nhi lại ngủ. Vợ Á Ti lại gọi cho Tình rồi hỏi bây giờ là canh mấy. Người Nhi lắng nghe tiếng trống cầm canh ở huyện đường, đánh đúng canh 3:03. Vợ Á Ti bảo: Người Nhi đừng có ngủ đấy nhá, giờ này đúng lúc nghiêm trọng đấy. Nhưng Người Nhi lại ngủ tiếp, gọi cũng chẳng thưa. Chợt nghe tiếng Á Ti từ trên giường nhảy xuống đất rồi mở cửa giữa. Vợ Á Ti vội vàng gọi Người Nhi dậy, châm đèn lên coi thì lại nghe thấy tiếng cổng lớn mở. Người Nhi và vợ Á Ti cầm đèn đuổi theo thì thấy một người mặc áo trắng giơ một tay lên che mặt, ra khỏi cổng nhảy đánh ù một cái xuống sông huyện Phụng Phù. Thật là việc đà chẳng thể quay đầu lại, hết thảy trôi xuôi mặc gió đông. Con sông này thông thẳng với sông Hoàng Hà, nước chảy cuồn cuộn, làm sao mà vớt được xác. Vợ Á Ti và Ngây Nhi đứng trên bờ sông gào khóc: Á Ti ơi, sao ông lại nhảy xuống sông, để hai chúng tôi biết dựa vào ai bây giờ? Tiếng gào khóc đó lại lập tức khiến 4 láng giềng chạy tới. Bà Điêu nhà ở phía trên, bà Mao nhà ở phía dưới, rồi bà Bảo nhà đối diện đều chạy tới. Vợ Á Ti kể lại sự việc trên cho họ nghe. Bà Điêu nói: Thần có chuyện kỳ lạ đến thế ư? Bà Mao nói: Ban ngày tôi còn thấy Á Ti mặc áo đen, giấy tờ bỏ trong tay áo mang về nhà, dạo này còn chào hỏi Á Ti nữa kia. Bà Cao mới tiếp lời: Đúng thế, tôi cũng chào hỏi Á Ti nữa đấy. Bà Bảo mới nói thêm: Ông nhà tôi sáng hôm nay tới huyện làm việc, thấy Á Ti đang kéo ông thầy bói. Lúc về nhà ông ấy kể như vậy, ai có ngờ đâu bây giờ lại chết thật. Bà Điêu lại nói: Á Ti ơi, sao ông không báo cho hàng xóm láng giềng chúng tôi biết mà đã vội chết thế? Nói xong ngứa hai hàng nước mắt, bà Mao cũng khóc theo. Cứ nghĩ đến bao nhiêu điều tốt của Á Ti, ai mà không đau buồn cho được. Bà Bảo mới kể lể: Á Ti ơi, bao giờ lại được trông thấy ông đây? Lúc này địa phương đã trình lên quan, vợ Á Ti cũng bận lo sắm sửa đồ cúng, lên chùa siêu độ cho vong linh. Thấm thoan bấm đốt ngón tay đã qua hơn 3 tháng. Một hôm vợ Á Ti và Ngây Nhi đang ngồi nhàn ở nhà thì thấy hai người đàn bà mặt đỏ bừng hơi men. Người đi trước xách một chai rượu, người đi sau cầm hai đóa hoa thông thảo, vén màn bước cửa xông vào. Tới nơi đấy rồi. Vợ Á Ti nhìn ra thì là hai bà mối, một họ Trương, một họ Lý. Vợ Á Ti mới lên tiếng: Đã lâu không gặp hai bà. Hai bà kia nói: Bà Á Ti có việc buồn, chúng tôi trước đây không biết nên không đem vàng hương đến viếng, xin miễn thứ cho. Không biết đến nay ông nhà đã mất bao lâu rồi? Vợ Á Ti đáp: Hôm Trương đã làm lễ cúng 100 ngày rồi. Hai bà kia nói: Nhanh quá nhỉ, đã được 100 ngày rồi. Hồi còn sống, Á Ti quả là người tốt. Có lúc giả tôi đây gặp ông chào hỏi, ông vội vàng đáp lễ ngay. Bây giờ ông mất đã chừng ấy ngày rồi, trong nhà vắng vẻ, cũng nên nói đến chuyện đi bước nữa rồi đấy. Vợ Á Ti đáp: Không biết ngày nào năm nào mới sinh lại được một người như Tôn Áp Ty chồng tôi. Bà mối nói: Như thế thì có gì là khó, dạ tôi đây biết có một đám tốt lắm. Thôi đừng nói nữa, sao có người được đúng như chồng tôi trước đây. Vợ Á Ti nói. Hai bà mối uống trà rồi ra về. Mấy ngày sau lại đến nói chuyện mối mai. Vợ Á Ti nói: Hai bà thôi đừng một mực nói chuyện mai mối nữa. Nếu các bà thuận theo 3 điều kiện của tôi sau đây thì hãy đến, bằng không thì cả đời đừng bao giờ nhắc đến nữa. Tôi thà ở quá sống qua ngày còn hơn. Ngay sau đó vợ Á Ti mở miệng nói ra 3 điều kiện. Hẳn là có duyên đụng phải oan gia 500 năm đời trước, nên sau này cả đôi mới mắc vòng hình phạt của phép nước đấy thôi. Thật là tần tướng mê hiêu khôn biện giải, trang trù mơ bướm hẳn chưa từng. Hai bà mối hỏi: 3 điều đó là 3 điều gì? Vợ Á Ti nói: Điều thứ nhất, người chồng đã khuất của tôi họ Tôn, này cũng là người họ Tôn thì tôi mới chịu. Điều thứ hai, chồng trước của tôi là Áp Ty đệ nhất danh của huyện Phục Phù, nay người ấy cũng phải có chức ngang vị như thế. Điều thứ ba, tôi không về nhà người ta mà người ta phải đến ở đây. Hai bà mối nghe xong rồi nói: Hay quá, bà nói muốn đi bước nữa với một người họ Tôn, có chức vị như chồng trước và phải đến ở đây chứ gì. Nếu là những điều khác thì còn phải suy tính, chứ chỉ có ba điều này thì ra đây xin thuận hết. Xin nói để bà biết, Áp Ty nhà ta là Áp Ty đệ nhất danh của huyện Phục Phù, thường gọi là Áp Ty Tôn lớn. Nay người chúng tôi đến làm mối vốn là Áp Ty đệ nhị ở huyện Phục Phù. Áp Ty Tôn lớn đã mất, ông ta có dịp thế chức đã thành đệ nhất danh Áp Ty. Ông này là Áp Ty Tôn bé, chịu đến ở rể nhà đây. Chúng tôi làm mối ông Áp Ty Tôn bé đấy, bà có ưng không? Vợ Áp Ty nói: Tôi không tin lại khéo đến thế. Bà mối họ Trương mới thề: Già này đã năm nay 72 tuổi rồi, nếu già nói sai xin biến thành 72 con chó cái. Vợ Áp Ty mới xuôi lòng: Nếu quả như thế, phiền bà làm mối giúp, không biết duyên phận thế nào. Bà mối họ Trương nói: Hôm nay là ngày tốt, xin cho tờ danh thiếp đoàn viên lấy may. Tôi không mua sẵn để ở nhà. Bà mối họ Lý nói, rồi lấy trong ngực áo ra một tờ giấy hoa tiên, có hình 5 nam 2 nữ. Thật là tuyết náu uyên ương bay mới biết, liễu buồn anh vũ hót thời hay. Ngay lúc ấy, vợ Áp Ty sang nghênh nhi lấy bút nghiên. Thiếp viết xong, hai bà mối nhận lệnh lấy ra về. Sau đó tất nhiên là đưa tiền nạp lễ, qua lại đưa tin. Chưa đầy 2 tháng thì nhận Áp Ty Tôn bé vào ở trong nhà. Đôi vợ chồng này thật là vừa một đôi, quả nhiên rất hợp nhau. Một hôm cả hai uống rượu say, sai nghênh nhi nấu một bát canh ăn cho tỉnh luôn. Nghênh nhi vừa xuống bếp, vừa nhóm lửa, vừa lẩm bẩm oán trách. Áp Ty ngày trước khi còn sống, sớm muộn gì mình cũng đã được đi ngủ rồi, nay lại bắt mình nấu canh ăn cho rát rượu à? Thấy cái ống thổi lửa bị tắc, lửa không bén, nghênh nhi cúi xuống dòng cái ống thổi vào nền bếp. Dòng chưa được mấy cái thì thấy lòng bếp từ từ trồi lên, cách mặt đất chừng 1 thước ta. Từ đấy nhô lên một cái đầu người đội lòng bếp, cổ trong sợi dây kéo nước giếng, tóc lõa xóa, lưỡi thè lè, mắt ứa máu, gọi thành tiếng: Nghênh nhi, con kêu oan giúp ông với. Nghênh nhi sợ quá, hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, mặt vàng khe, mắt lờ đờ, môi tím tái, móng tay xanh. Không biết ngũ tạng nghênh nhi như thế nào, chứ tay chân thì không động cựa nữa. Thật là mệnh tựa canh năm trăng ló núi, thân như giờ tí bấc cô dầu. Không biết đó là gì, xem đến hồi sau sẽ rõ.